U22 Việt Nam hội quân, huấn luyện viên Park Hang-seo vắng mặt. U22 Việt Nam tập buổi đầu tiên trong đợt tập trung ngắn hạn mà không có mặt huấn luyện viên Park Hang-seo. Hôm nay, ngày 1 tháng 7, U22 Việt Nam hội quân trong đợt tập trung ngắn hạn đầu tiên của năm 2020. Lực lượng gồm 28 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên chỉ có 2 ngày tập. Qua đó, ban huấn luyện sẽ kiểm tra, đánh giá cơ bản về những gương mặt được triệu tập. Huấn luyện viên Park Hang-seo không có mặt ở sân tập hôm nay do bận tham dự sự kiện. Trợ lý huấn luyện viên Kim Hang-yoon là người được huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc giao nhiệm vụ chỉ đạo buổi tập. Ông Park về đến trung tâm bóng đá trẻ VFF chiều nay, nhưng chỉ đứng từ xa theo dõi. Trong đợt tập trung này, U22 Việt Nam không có một số nhân tố nổi bật của lứa tuổi, do những gương mặt này đã được trao cơ hội thi đấu ở câu lạc bộ. Những người được gọi lên để đánh giá, thử nghiệm là các cầu thủ tiềm năng, nhưng ít được thi đấu nên huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý không có nhiều dịp quan sát. Chiều mai, đội sẽ chia đôi đội hình để thi đấu nội bộ. Ngày 3 tháng 7, các cầu thủ được trả về câu lạc bộ và tiếp tục chờ đợi cơ hội tại các đợt tập trung ngắn hạn kế tiếp của đội tuyển U22 Việt Nam.